Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm thông tin liên lạc. Người nói, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh vì chính nó quyết định sự thống nhất của chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi. Lời dạy của Bác về thông tin liên lạc thực sự như trở thành kim chỉ nam đối với mỗi người lính thông tin trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Học tập và làm theo lời dạy của Bác, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thông tin liên lạc, người chiến sĩ thông tin cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức, kỷ luật, đồng thời luôn phải có ước mơ, hoài bão của chính bản thân mình. Với công việc là nhân viên thư viện, tôi thường xuyên được tiếp xúc với rất nhiều đầu sách hay và ý nghĩa. Trong số đó, có một cuốn sách khiến tôi cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ, mong muốn có nhiều bạn đọc có thể tiếp cận, học hỏi và làm theo. Đó là cuốn sách Trưởng thành từ người lính, viết về Thiếu tướng Nguyễn Diệp, nguyên tư lệnh binh chủng thông tin liên lạc. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, trang bìa của cuốn sách đã khắc họa lên những hình ảnh người chiến sĩ thông tin rất sinh động đang làm nhiệm vụ, và đặc biệt là hình ảnh của Thiếu tướng Nguyễn Diệp. Chỉ lướt qua thôi cũng đủ cuốn hút bạn đọc với những nội dung hấp dẫn bên trong của tác phẩm. Cuốn sách dày 292 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2013. Cuốn sách viết về ký ức chân thực của Thiếu tướng Nguyễn Diệp được chia làm 4 chương. Ở chương đầu tiên của cuốn sách nói về quê hương, gia đình và bản thân ông trước khi tham gia cách mạng. Ông sinh tháng 3 năm 1929 ở thôn Kim Quan Thượng, xưa là một làng cổ có nguồn gốc từ xã Kim Lan, sát bờ sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm, trước cách mạng tháng 8 thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong suốt thời niên thiếu, ông đã phải rời xa gia đình và tới nhà người quen để ở nhờ. Từ đó, ông đã tạo cho mình được tính tự lập và giúp đỡ gia đình. Tới các chân sau là các hồi ức trong thời gian công tác, 20 năm hoạt động sau khi nghỉ hưu, và đặc biệt, chương cuối rất thú vị, nói về mối tình đầu và duy nhất của ông. Trong quá trình đọc cuốn sách, tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ về quá trình tự học, tự phấn đấu của ông. Ở trang 93, chương 2 của cuốn sách đã nói rất rõ quá trình Thiếu tướng Nguyễn Diệp luyện thi vào đại học. Dù đã trải qua ba cuộc chiến sinh tử, từ chiến dịch biên giới đến chiến dịch Điện Biên Phủ, trở về với cuộc sống thường ngày khi hòa bình lặp lại, để tiếp tục con đường học vấn, ông vẫn quyết tâm thi đỗ đại học khi mà ông mới chỉ học hết lớp 8. Chỉ còn 12 ngày đã phải dự thi tuyển mà ông đã lên một kế hoạch và phương pháp ôn tập rất khoa học. Ở tuổi 31, ông đã hoàn thành kế hoạch luyện thi và đạt kết quả tốt, thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khi đọc cuốn sách Trưởng thành từ người lính, chúng ta sẽ cảm thấy rất tâm đắc với những nội dung, tình tiết của nhiều ký ức trên cơ sở cuộc sống đích thực của Thiếu tướng Nguyễn Diệp. Trong bối cảnh gia đình và xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, sâu sắc, bắt đầu từ trước và sau những ngày sục sôi cách mạng tháng 8 năm 1945 lịch sử, và tiếp đó là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thần thánh đầy hy sinh, gian khổ. Có thể nói, Thiếu tướng Nguyễn Diệp có một quá trình sống, chiến đấu, lao động và học tập thành đạt ở mọi cương vị, mọi cấp, mọi cơ quan, đơn vị công tác. Trong quá trình tìm hiểu tác phẩm Trưởng thành từ người lính của Thiếu tướng Nguyễn Diệp, tôi thực sự cảm thấy kính phục ông là người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ, người cán bộ quân đội mẫu mực của Đảng, của nhân dân. Và với những suy nghĩ chân thành trên, tôi muốn giới thiệu tới các đồng chí và các bạn cuốn sách này, đặc biệt là các bạn trẻ,
vừa bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, những đồng chí đã, đang và mong muốn được công tác trong binh chủng thông tin liên lạc anh hùng nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cuốn sách miêu tả gần như toàn diện về hình ảnh người chiến sĩ thông tin với ước mơ, hoài bão và ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và hoàn cảnh. Từ người chiến sĩ thông tin liên lạc trở thành tư lệnh, người chỉ huy cao nhất binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Qua cuốn sách, chúng tôi mong muốn được truyền tải thông điệp đến các đồng chí và các bạn hãy sống có hoài bão, có khát vọng, có ước mơ và thành công sẽ đến với bạn. Hãy làm chủ tương lai của chính mình bằng việc không ngừng học tập, không ngừng rèn luyện, sống có ích cho cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng nhà trường, binh chủng thông tin liên lạc vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, tươi sáng hơn. Xin chân thành cảm ơn Thủ trưởng, các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.